Anh vô tới không? Hả? Anh Sơn ảnh vô tới cái nồi cơm em không? Tới. Tao nấu đây mà. Trời ơi, chín hay chưa? Cũng chín nữa mà ba. Nhắn nữa là ok luôn. Có cơm trái, nhắn già đèn nữa, có cơm trái ok luôn. Già đèn đỏ, đèn xanh nữa, có cơm trái ok luôn. Nó chín rồi bà ba ơi. Chín. Anh Sơn Tường vậy đó. Ảnh em. Rồi. Đây Dũng đang nói về gì? Sĩ. Sĩ là em của Dũng mà Dũng kêu ảnh không à? Nó kêu anh không? Dạ. Sao kêu anh không vậy Dũng? Trời ơi, nó dài tới thêm mười mấy luôn á, 15, 15, 14, 14, 15 luôn. Bé kêu ảnh anh Sĩ không chứ có đâu kêu em bao giờ đâu. Đâu dữ vậy? Sĩ là 27 tuổi, 27 tuổi. Còn em là 30 tuổi mà em đẻ trước mà. Để trước để sao vậy con, con lớn với nhỏ vậy, lớn vậy nhỏ vậy dễ. 32 tuổi không vậy? Dạ. Rồi hồi nãy đang chương trình ca nhạc cái chị Phụng gọi. Ê cái điện thoại em xuống cái. Được rồi, cái bỏ quên thôi là tiêu rồi. Bỏ là cái ướt hết trơn mà gớt cũng hư nữa đó nha. Bà nội em này, anh quay. Rồi đi. Cái điện thoại này gớt bị hư đó nha. Rất là hư đó, em để cẩn thận nha. Rất là cái tay banh luôn, mà bấm hoài nó cũng hư nữa đó. Sao trường sao? Cái điện thoại này lấy gì giấy, không có ấy giấy, thời gian này Tết trên bên nó cũng được. Thôi. Có xài gì không? Thôi, để cho giữ nó xài. Nó đi. Thôi để cho nó xài bà ba ơi, để nghe nhạc cho nó vui chứ. Biết là... vậy mà không biết nó làm, nó có bảo quản được không nè. Là vô hư rồi, hả? Là vô hư rồi, giờ chỉ có điện thoại làm bạn thôi. Đúng rồi, ok. Mà yêu cầu nhưng mà em xài là phải giữ gìn ha. Nó biết giữ được rồi, sợ nó làm không có kỹ càng đó. Cái là hư rồi, nhiều tiền, cái điện thoại này nhiều tiền lắm chứ. Người ta coi, người ta biết hết trơn. Mình chứ không biết chứ người ta biết hết trơn bao nhiêu tiền ta biết. Anh có nhạc mới gì trong điện thoại anh không? Bám cho em nghe coi. Nhạc của em thì anh nghe hoài chán nản rồi. Còn nhạc trong điện thoại anh có YouTube vô bờ anh, mạng của anh có gì hay không? Mở em nghe coi. Cũng vậy ha, cũng giống như của em thôi. Đâu nhạc gì đâu, mở lên em nghe coi. Thì mấy bài tên cổ nãy em hát đó. Bài gì? Cái gì? Lý... Lấy cái mơn, lấy con sáo, đàn cò bay, đàn cò trắng bay về. Em ca bài lý con sáo coi. Chưa có thuộc, mới mới đọc được tăng cổ giao duyên nhạc, chưa có chép lời, chưa chép bài ca, không thuộc. Vậy hả? Mới mở bài cái tựa đề bài hát à. Chép cái nguồn vô tiếp băng, cái cùng băng à, chứ chưa có chép con sáo đàn cò trắng mang về, tin ngã bạn, nhắn giùm em. Tinh ngã bến xong đò chiều. Anh hỏi nè, vắng em anh. Bữa giờ bà nội bị sao ạ? Đau xương sống, quẹo tập cường sống, gãy xương sống, nó quẹo xuống, quỵ xuống vậy nè. Bà đau gần như khóc chảy nước mắt luôn á. Bà khóc thôi, gồng, bà đau, bà cũng gán, bà gần, bà la đau, bà la lên tiếng cái. Bà gần vậy đó rồi. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Rồi chích thuốc này 6 7 bữa rồi. Rồi sao nữa? Thì vậy đó thì nói. Đâu phải vậy rồi về nhà đây sao nữa? Thì về nhà nó không bớt gì hết, nó vẫn vậy, không thay đổi. Để con uống. Cái miệng. Để con uống. Đứt cái họng nè. Trời ơi, nay uống tới bằng cái này. Cái đồ múc nước. Uống gì vậy trời? Ca hủ gần chi mà làm kỳ vậy Dũng? Uống gì vậy không? Cái đồ múc nước mà lấy uống rồi. Một lần uống nước dữ. Rồi sao? Nội vậy rồi sao? Em có phụ gì được cho nội không? Không có thụ gì được trơn, bà làm bên nuôi nấu cơm, đồ ăn, giặt giũ, quần áo cho em vậy, ăn về nhà sao có nghỉ được không? Không nghỉ được, nằm tối ngày luôn. Ba anh hỏi nằm tối ngày. Rồi nằm sao? Đừng có chỉ vô mặt nằm đau nhất, nằm đau nhất mỏi. Đau nhất có nằm được không? Thì cô, trời không lẽ nằm chết beo luôn. Nằm cũng vậy chứ, nằm chết beo hay gì mà nằm tối ngày. Vậy rồi, vậy ngồi không hay làm gì? Ngồi không, đừng bà nội chờ đơ... xin biến gũ. Ngồi không hả? Ừ. Chứ không phải đi làm nấu cơm cho mày ăn. Rồi có người không lại nấu giùm rồi mày lấy gì mà cơm mày ăn. Rồi sao em không có nấu phụ Nói vậy ngồi không. Đó như nãy phải ra trước ra vừa không trước là sáng lấy nhiễm lửa. Còn nấu điện nó quất 3-4 nồi sống đủ chứ. Sao vậy? Nó không biết nấu. Nó đổ xúc gạo nhóc mà nấu lén đem vô trong cái tủ lạnh nó để cho nó nấu sáng ginh ra nồi dung ổ bánh bò vậy rồi đổ qua. Trời, không biết nấu hả? Như đầy nhóc gạo nó không có chín được. Trời, em đổ ít gạo thôi. Ừ. Đổ nước. Anh Sương Thượng, em quên hỏi. Cái điện thoại này mình cài tình hình tivi
đài hãng băng YouTube mạng người quay bờ tình hình tôi quay được không? Được, Sony á. Được hết. Đâu anh cài tình hình phim này phim kia cho em nghe coi. Để xíu nữa đi để Việt Nam rồi Trung Quốc rồi Đài Loan rồi Thái Lan rồi Mỹ. Để anh hỏi cái vụ nấu cơm cho nội nè. Bữa giờ em có tập nấu cơm cho nội luôn hả? Không, trời ơi, hồi nhỏ em nấu ta 18 nồi cơm mà chín làm đồ ăn luôn á. Rồi lớn lên em hư hỏng, em không có làm nữa, để giao cho bà nội làm không à. Anh hiểu chưa? Ok. Anh xin từ. Nhưng mà sao giờ không biết nấu nữa kỳ vậy? Giờ em thay đổi tánh ý, đừng làm vai người lớn, đóng vai người lớn, không có làm vai nhỏ nữa, nấu cơm, nấu nước đồ ăn. Hiểu chưa? Ok. Người lớn cũng phải nấu chứ em. Em ăn được em phải nấu được chứ, để bà nội nấu đâu mà. Người lớn là người gì? Người lớn là lớn tất cả luôn á, lớn gấp đôi á, lớn mạnh luôn á. Lớn hơn bà nội á gì? Ừ đúng rồi. Ủa, cái gì? Con cháu mà lớn hơn bà nội gì? Ừ. Nói vậy mà ừ nghe được hả? Rồi sao mà nấu cơm sao mà để nó dung lên mà nó không có chín? Chín mà 18, 19 nồi cơm mà nấu liên tục vậy đó, hốt củi vô nấu, hốt củi vô nhúng lửa nấu. Hốt củi chơi vô nhúng lửa nấu. Nó nấu ấy hả bà nội? Hồi làm nó nấu củi thì hồi nó chưa bệnh nó làm như vậy. Thằng Sĩ cũng nấu cháo rất ngon là từ nào. Năm nay thằng Sĩ đi mai không có làm nữa. Giờ cái tắc bệnh luôn, còn Dũng rồi đó nó nấu. Yeah. Từ ngày nó bệnh tới giờ mà kêu nó nấu rồi nó cũng nấu. Giờ nó cũng nấu nước. Là Dũng hả? Vô nhắn cái nồi cơm điện cho nó chín hết. Trời đất ơi, cơm chín rồi mà. Trời đất ơi, cơm chín đem trong nữa người ta nấu rồi. Rồi bây giờ bắt buộc nó nấu. Một ôm củ là chụm ấm lên cháy nhà luôn. Nấu củi là đốt cháy nhà là ba là hồi, để xa ra đó. Là hồi trước là Dũng cũng nấu được ha. Nó nấu cơm nó mà trơn, thằng Sĩ cũng vậy luôn. Hằng nào cũng làm được trơn mà từ ngày bệnh tới giờ không ít chết trời ơi. Không sao đâu bà. Chạy nước. Tưởng là có điện thoại. Trời ơi. Bây giờ vả cua ta luôn. Giờ ngày càng già mà tụi nó lại bệnh hết trơn, không có đứa nào giúp được. Phải là một thằng tỉnh thì nó còn, đi làm thì nó đỡ đần cũng đỡ. Còn Sĩ mỗi lần thì nó tỉnh nó đi mai đó mà về cơm nước nó không nấu, thậm chí nó không ăn luôn, phải kêu cầu cận để dành đồ ăn, đồ uống cho nó ăn. Nhưng mà nấu cơm vậy thì thôi nói chú mừng qua nấu được chứ bà. Thì khi nào có bệnh hoạn rồi nó mới nấu. Còn bình thường là mình không cái thì nấu. Mình nấu. Như đợt bệnh đợt trước. Em phải tập nấu cơm cho nội chứ giờ cái lưng nội vậy đâu có đi được nữa đâu mà ấy. Mà bắt nội nấu. Gì? Hả? Rồi nó muốn làm thì nó làm, mà nó làm vậy nồi điện mà nó hốt gạo làm sao mình đâu hay. Cái nồi đó nấu hai lon thì nó chín đó. Cô Tư nãy nấu hai lon chín mất, còn mày quất nhiêu mà nó sống nữa sống nữa. Giờ quất ba lon chín luôn. Nhắn cơm điện nấu chín luôn. Gì giờ mày nấu nữa hả? Ừ. Trời đất ơi, cái nồi nãy ăn chưa hết, giờ nấu nồi nữa thôi tao bỏ. Con ăn không còn một miếng luôn, cơm trái không? Còn cơm trái không? Mày nói sao? Con ăn hết nồi cơm, còn cơm trái không? Bà hiểu không? Rồi nấu nồi hết. Nấu nồi hết, ba lon chín nữa rồi. Ba lon không chín. Nhắn đèn chín nữa rồi. Không chín, ba lon thì nhắc không chín. Bảo đảm mà nồi cơm mày sống nữa. Trời, nấu chi nhiều vậy Dũng? Nấu một lon luôn, sáng ăn luôn. Bữa nào cũng nồi là sáng bỏ. Đổ cho gà vịt nó sống bên còn bên chính hỏi trường sao mà nói làm vậy nói không được. Sao kỳ vậy Dũng? Thôi nấu ít gạo đi. Nấu ít lại thôi. Nấu hai em lon. Em nấu một lon hai lon được rồi. Nấu ba lon. Cái nồi ba lon dữ hả? Em ăn đâu hết? Mà cái nồi đó không phải nồi ba lon. Nó để ba lon chứ nấu chừng hai lon rưỡi với hai lon là vừa chín. Nãy ta nấu chín sao mày nấu chín? Nấu 18 nồi. Mày nói không? Hả? Ba bữa vậy đó, mỗi bữa một bữa thì nấu ba nồi. Ừ. Chiều sáng trưa tối đi ngủ. Rồi cái ngày sau cũng nấu y vậy nữa. Nhưng mà em nấu vậy á, em nấu vậy thì em có biết lường nước, lường gạo làm sao không? Đường lường được luôn. Ok. Lường sao? Nói coi. Hai lóng, một lóng, ba lóng. Ừ. Ở bình thường em nấu mấy lóng? Làm sao lóng nấu nhão, nấu cháo gì, nấu khô gì cũng được thôi. Đúng rồi. Càng nhiều lóng là càng nhão phải không? Ừ. Vậy biết á. Vậy là biết nấu cơm rồi phải không? Biết lâu rồi mà. Rồi có biết nấu đồ ăn không? Biết luôn. Làm được món gì? Món đồ bún xào với cơm chiên với... Để coi món gì đó. Đồng hũ kho rồi... Ủa cũng làm được tùm lum vậy đó hả? Thịt kho, trứng vịt về rồi mình người ta làm sẵn cái mình nấu, mình kho lên cái ăn. Dùng cơm. Vậy hả? Mình nấu mình gia vị nữa cái giờ đem lên dùng cơm. Trời ơi. Vậy cũng ngon. Trời ơi, nó có nước mà mình nấu rồi lại nó chế dầu chế mỡ. Trời ơi, đi đề biết ngủ. Nó bỏ bột mọt cái nó đổ nước vô
Kêu thằng trả ba luôn chứ ở làm bếp nấu. Hả, nấu rồi kêu nó bỏ bột ngọt rồi không, nó chế mỡ rồi không thể ăn được. Vậy à? Luôn. Còn bột ngọt bỏ cho nó dung dung rồi nó đổ nước vô chẳng cho mênh mông tại đất. Trời ơi, vậy mà kêu nấu được thì con nội. Nói gì nấu. Nấu nồi cơm đó, mỗi lần nấu được vậy giờ từ bệnh tới giờ nấu vậy đó, cái nấu nồi dung dung nồi ra sáng đổ nữa. Đâu em vô đưa nồi cơm anh coi. Mở mở cái nắp cơm anh coi coi. Ôi sao mà đem nó chẳng mà nấu hoài. Chết rồi. Đó để đó đi, nhưng mà mở ra anh coi 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 lường nước đúng không? Anh vô tới không? Hả? À? Anh Sơn ảnh vô tới cái nồi cơm em không? Tới. Trời ơi, chín hay không? Cũng chín nhắn, nữa mà đèn nữa là ok luôn. Có cơm trái nhắn và đèn nữa có cơm trái ok luôn. Và đèn đỏ đèn xanh nữa có cơm trái ok luôn. Nó chín rồi bà ba ơi. Chín rồi. Chín rồi nhưng mà nó nấu nhiều quá à. Thôi em nắp lại đi, ấy đi, để cái chế độ nó ủ đi. Để ghim đèn vô cho nó chín. Sao mà nấu đây mà ghim vô trống nữa giống. Rồi, chưa nào. Thôi được rồi, ra ngồi đi. Trời ơi, nấu một nồi cơm ha. Nó lại dung luôn á bà ba ơi. Cái đó ăn sao hết. Mà nấu ở đây nè, người ta kê nấu đây mà sao giờ anh đem trọng ở thằng này lộn trọng quá trời, điện dịch chết, từ nó trời nó làm cái nổi ướt mắt lên điện dịch chết. Đó. Thiệt á, nó bị ướt, nó bị ướt là điện nó giật á bà ba ơi. Trời ơi. Cái đó mà... tay ướt mà nó nhào vô nó bắt điện là dịch chết đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi bà mua cái cò dao tự động đó chứ thôi trời ơi, nhà này có chuyện rồi. Có cầu dao đó không bà ba? Thì mua cái đó rồi đó, nó chứ thôi đã có thằng bệnh về mà nói làm sao. Dạ đúng rồi bà ba. Chứ trong nhà mà có cái gì chập chạm gì đó tự động có ngắt. Thằng Mừng hôm đó mà quên, mà trường nói thằng Mừng, nói thằng cha nó lỡ mà nó quên tắt cái gì đó, giật một cái bóp cái nhảy ra chứ thôi là rồi đời rồi. Ai ai? Thằng Mừng đó, nhờ cái đó giật ra thôi Mừng cũng đi đứt rồi. Nó quên, nó sửa điện mà nó quên tắt cò dao, giật một cái nghe lớn luôn, người ta ở lại đó cái đống người ta nó trời ơi, chút nữa mình đứt không có đó, đứt rồi. Đừng nói giật. Nguy hiểm quá. Nó không có nhớ, nó giờ cái trí nhớ tôi mất tiêu mà uống thuốc khôi phục trí nhớ quá trời, nó chưa có nhớ được, bởi nó không có nhớ, nó bệnh vậy nó vậy, nó giờ chết giữ điện rồi. Trời nấu mà nồi ướt nhẹt mà bắt nó nấu mà không cho. Bà đem bà dẹp bà đâu có nấu rồi bà ơi, bệnh ta thấy bệnh vậy mà người ta mới khui ra cho bà ba bỏ luôn hả, bài ra nó làm được nguy hiểm, thà nó củi nó mấy thì nó khét mà ăn được nó không có sao, còn cái nước dũng nè, cái nồi đó em để ở ngoài này đây, cái chỗ đó có cái ghế ghè có cái cột kìa, đó mà sao lại bưng vô trọng? Là có cái chỗ kê rồi đó mà sao em không nấu đó đưa vô trọng chị đem vô trọng bà cơ nha, nấu ngoài nha, nấu cái chỗ em sạc điện thoại đó ở ngoài này nè. Chứ đừng có đưa vô trong nhà đó. Tối trong đó nội không có thấy gì trong đó, lỡ mà điện nó giật cái sao trong đó là sao ai thấy. Vậy từ chút một chút mà nó đâu có nghe, nó không nhớ. Rồi cái nồi á, nồi mà lúc mà em lường nước á ha, em phải chùi cho nó khô nha. Chứ không là tiêu cái nồi với lại nó giật em đó. Điện mà nước đâu có được. Điện là nước là tuyệt đối không được đó. Giật chết á. Cái tay em mà đang ướt hay gì ha, là không có được cái, không có được sờ vô cái ổ cắm điện đó. Nó nhiễm điện nó giật chết. Tối ngày nó cứ nó sạc điện hoài, trường bà ba giờ muốn chết đứng nó sạc tối ngày rồi sạc nhìn sạc hoài không biết. Nó không đủ pin, nó không vô điện cái sạc hoài, sạc mãi luôn. Sạc cái lát nó hết pin, chút nó hết pin, hát 3 tiếng đồng hồ nó hết bộ pin. Hát tới 3 tiếng đồng hồ nó hết bộ pin, nó sạc hoài, sạc mãi. Sạc toàn đời vĩnh viễn luôn. Nó làm vậy mà làm hoài vậy mình thiệt không. Nguy hiểm lắm em ơi. Nó có được. Ôi chết luôn á. Gì đâu mà nói nó không có được. Cái điện thoại thì sạc mấy ngày nó sạc một lần đầy điện thôi. Đúng rồi, em sạc lần em xài hoài á chứ luôn mà đâu mà em ngày nào em cũng nè, sạc. Nè, em chỉ chụp pin đó cho, cái điện thoại đâu á? Đó kìa, luôn. Sau lưng em kìa. Đó, để mà. Đâu? Rồi nó đâu rồi? Vinh đâu rồi? Vinh đâu? Đâu rồi? Để đâu đi kiếm đi. Nó rớt cái đất rồi. Coi rớt đất không? Đây nè. Nè, chỉ cái gì? Em chỉ cục pin đó cho nha. Nè nè. Cục pin nó có chút xíu vậy nè mà không hết phải rồi. Nè, nó lường ghi nó còn nhiêu đây à? 78% em ngồi xuống đó đi. Ừ. Điện thoại anh cũng nghe vậy luôn hả? Điện thoại anh cái lường pin nó cũng nghe vậy luôn hả? Thì điện thoại nào cũng vậy, nó có phần trăm ở trên đó mà. Ờ.
Mà sao nói gì vậy? Nói gì có chút xíu vậy? Trời đất ơi. Phải nào cũng có nhiêu đó em ơi. Ừ. Đừng có sạc hoài là mau hư lắm. Nghe chưa? Trời đâu có hết đâu mà gì sạc tối ngày mà bằng đêm cũng sạc. Trời ơi, cái lượng pin của người ta ta biết mà mình nổi bà cải biết không mày. Được. Mày biết bằng anh Trường không? Nó cà chùi vô đó mồ hôi tiêu cái điện thoại. Cái mình mồ hôi sẽ chùi đậm. Thôi rồi rồi. Thôi. Chùi mà đâu phải chùi bằng cái áo vậy mày. Trời đất ơi, chùi cái mồ hôi nó hơi. Cái lực mày mồ hôi không mà sao mà chùi chẳng làm gì lao phải lao áo sạch cái áo mồ hôi mày lao vô hư còn gì đây nè anh cho em cái cục sạc dự phòng này nè cái này là cái cục pin nè cục pin nè rồi cái dây sạc ở đâu anh chỉ cho Tao ngồi đây vậy em bù anh đổi cục này tặng không anh có, nha không có em cứ cầm cái đó đi cái cục này là cái cục cốc em phải sạc rồi rồi anh không có rồi cái máy anh giục cầu tiêu cất rồi sao giục bằng gác rồi sao nè cái này nè thay vì em cắm vô cái cốc này rồi em rồi anh nhịn anh nghĩ rồi sao rồi cái số của bà nội anh đi anh về anh mua nè cái này lâu lâu em mới sạc cái cục này nè nè nhìn nè nha em cắm vô đây nè rồi nó còn pin điện thoại không em cắm vô điện thoại này đó tự động nó đang sạc nè nó còn điện trong cái nguồn này đúng rồi nó còn ở trong đây nè trong cái cục này nè thì em cắm trực tiếp vô đây em xài vậy chứ đừng có cắm lên điện lưới nhiều cắm nó giật nghe chưa nè dạ đang có cục đang này sạc đó cục này anh Trường cho rồi đó trời em đó đừng có sạc lên điện thoại nhiều nhé dạ ok mày biết cục này nhiêu tiền không tự động này biết nhiêu tiền không rồi mày nói sao cảm ơn tạ anh Sơn nhiều cảm ơn anh Sơn nhớ nha đừng có đi sạc nhiều nó điện nó giật nha mà không có lại chỗ ổ điện nữa nghe chưa đừng có lại ổ điện nhiều nha nó giật rồi, chết rồi. Rồi cái mình hết cái này rồi ai đóng điện cho mình đóng cái đó không nạp điện năng không điện cái... vô đây nè vậy này để anh nói lại nè cái cục đó rồi, rồi hay dục ha bỏ ha mua cái hát hay sao khi nào nó hết á khi nào nó hết cái cục đó thì em cắm vô em cắm lấy cái dây kia em cắm vô đó em trở ngược lại cái chui em sạc cái cục đó lâu lắm em sạc xong đầy cái cục đó qua đêm cái sáng mai rồi em cầm cái cục đó em xài là được 2-3 ngày lận nghe không nghe chưa chứ đừng có sạc trực tiếp cái điện thoại vô đó nguy hiểm hết cái này mày cắm cái trở cái đầu chui lại cắm rồi mình sạc cũng cắm vô cái cốc như hồi nãy vậy đó nghe không rồi mày nguy hiểm quá rồi thôi ráng tập nấu cơm nấu nước cho bà nội nha bà nội bữa nay là yếu nha giờ tối rồi anh Trường đói bụng rồi đó rồi tạm biệt cái diễn giả nha Dũng tạm biệt cái diễn giả ngay